Thưa quý vị, để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 2023, Công an thành phố Tân An sẽ đưa vào vận hành và sử dụng khai thác hệ thống camera giám sát giao thông được lắp đặt cố định trên các tuyến đường. Sau đó, thành phố Tân An đã lắp đặt 121 camera cho 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tân An. Toàn bộ hệ thống các camera được kết nối và trường dữ liệu về hệ thống máy chủ, xử lý dữ liệu, cán bộ làm nhiệm vụ tại trung tâm giám sát camera, hệ thống camera giám sát, hệ thống tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm, truyền về trung tâm dữ liệu, các hành vi vi phạm sau không chấp hành tín hiệu đèn, dừng xe, đổ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông tại các vị trí trọng điểm nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông tạo tiền đề hướng đến xây dựng thành phố thông minh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trật tự và an toàn xã hội là mục tiêu đầu tư của dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố tân an